Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây, hai mẫu đầu giải mã âm thanh 32 lít một con DAC DA800. Phân khúc giá rất là hợp lý, dưới 3 triệu đồng và được rất nhiều anh em mà lựa chọn. Cách đây khoảng tầm 10 ngày thì em có làm một cái video clip là rất chi tiết nhá, về cách sử dụng con này này, kết nối với cả máy tính, điện thoại này, TV này và tháo ở bên trong để anh xem cái linh kiện bên trong thì được rất nhiều người theo dõi. Đây, thì các anh em xem lại video đó. Hiện tại bây giờ là hơn 10 ngày lượt xem là gần 34.000 lượt xem và được rất nhiều anh em yêu thích và đặt hàng, và đến hết hàng khoảng tầm 3 hôm nay thì hôm nay em tiếp tục về hàng để phục vụ các bác anh em. Các bạn em có thể xem lại video clip đó nhé, để xem về cách sử dụng cũng như là cái linh kiện bên trong em tháo ra. Có từ khóa các bạn lên YouTube gõ là nghe nhạc mạng hay với DAC DA800, con này mã là DA800 các bạn anh em nhé. Nghe nhạc mạng với DAC DA800 là có video rất chi tiết về cách sử dụng sản phẩm này và mức giá vô cùng hợp lý để các bạn em chơi. Và sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm của hãng Topping. Con này đời khá là cao, cao cấp hơn con Topping D50S. Con này được cái là không có Bluetooth các bạn em, nó không có Bluetooth nhưng mà chip của nó lại rất là cao. Đấy, phân khúc giá trên 6 triệu đồng. Cụ thể hai sản phẩm là như thế nào thì hôm nay thì em cùng đập hộp hai sản phẩm để cho quý vị và các bạn nào đang nghiên cứu lựa chọn cái sản phẩm này để mua sắm cho cái hệ thống âm thanh của mình. Rồi, trước tiên là mua đầu giải mã thì các bạn em sẽ được tặng một cặp dây, một sợi thôi, dây quang, một sợi dây quang rất là chất lượng. Hiện tại em sẽ tặng dây quang của Hotech khi các anh mua đầu giải mã DA800 hoặc là Topping E50 các anh em nhé. Dây rất là mềm và trên dây có cả chiều mũi tên các anh em nhé. Các anh em nên kết nối theo chiều mũi tên để được tối ưu cái truyền dẫn. Đây, cái dây khá là mềm, dây Hotech này, cái chữ này nó hơi khó lấy nét một chút, các anh em không có nhìn được không? Đây, Professional Digital Audio Cap, các anh em có cả chiều mũi tên rất là chi tiết và dây khá là mềm các anh em nhé. Toàn bộ đầu giác được làm bằng kim loại, cái đầu giác bằng mạ vàng nên rất khó có thể là mòn được. Đấy, chữ Hotech rất là nét, em rất là thích cái dây này, nó mềm, cầm nó thích. Đấy, và ngoài ra các bạn em sẽ được mua dây AV Hitachi với mức giá gốc chỉ 200.000 đồng khi mua kèm đầu giải mã nhé, có cả màu ghi, có cả màu đen các bạn em nhé. Nếu như các anh em muốn cái giải nó hơi thiên giải cao một chút thì chơi dây bản màu ghi này thì tiếng của nó sẽ khá là thiên giải cao một chút, dành cho giải âm thanh mà thiếu tiếng chép một chút xíu. Dây AV Hitachi bản màu ghi. Đấy, chỉ 200.000 đồng thôi, còn bản màu đen này thì sẽ cho âm thanh đều ba giải các anh em nhé. Đấy, rồi sẽ bỏ qua cái phụ kiện sang một bên và đầu tiên sẽ đập hộp cái sản phẩm mà được rất nhiều anh em yêu thích thời gian gần đây và mức giá rất là tốt. Con này giải mã 32 bit, hỗ trợ nghe nhạc DSD 256 và Bluetooth không phải 5.0 mà con này Bluetooth 5.1 các anh em, Bluetooth 5.1 được chưa? Và có cả đường quang vào và có cả một đường quang ra, các anh em lưu ý cho nhé, có hai cổng quang để bật mí luôn cho các anh em, một quang vào input là vào, output có cả đường quang ra được chưa? Vào Bluetooth ra quang, vào cổng quang ra cổng quang, vào USB ra cả cổng quang. Đấy, bất cứ cổng nào vào đều xuất ra đường quang, rất là tiện nhá. Rồi, một dây cáp quang, dây này thì sẽ bỏ qua và em sẽ tặng các bạn anh em một dây quang xịn rồi, một quan tâm của dây cáp quang này. Một dây nguồn, dây nguồn khá là xịn, là rất giống với một cái cục adapter của máy tính các anh em rất thấy, và dài khoảng 2 mét. Dây nguồn này khá là ngon này, các anh em nhìn cái dây nguồn của nó rất chất lượng, adapter điện và ra 12V các anh em nhé. Em sẽ cắm nguồn luôn các bạn nghe. Đấy, và cắm cái dây nguồn điện 12V vào đây. Đấy, một dây Bluetooth, con này Bluetooth 5.1, bình thường 5.0 đã quá là hay rồi, để tận Bluetooth 5.1 và cổng USB kết nối với cả máy tính, nó sử dụng chân Type-C, tốc độ truyền dữ liệu cực kỳ là cao và chính xác các bạn em nhé. Có một cái ưu điểm hiện nay đó là chân Type-C. Đây ạ, một đầu Type-C, dây nguồn kết nối với cả máy, dây kết nối với cả máy tính hoặc kết nối với cả điện thoại qua jack OTG bằng chân Type-C. Anh em hình dung là chân Type-C hiện nay cho cái tốc độ truyền dẫn rất cực kỳ là cao. Đấy, rồi các cổng vào sẽ có đây, cổng USB này, Type-C này, Bluetooth 5.1 này, cổng quang này, cổng Coaxial, 1, 2, 3, 4 cổng vào và hai đường ra, một là đường AV trắng đỏ đây và hai đường optical, được chưa? Và mặt trước của nó đây thì các anh em sẽ thấy cho nó sẽ có cái dòng LDAC LDAC
dành cho những điện thoại dùng Android thì chơi nhạc qua Bluetooth khá là hay bằng hỗ trợ chuẩn LDAP. Đấy, DSD con này 256. Bây giờ những con đầu giải mã mà cao cấp hiện nay thì họ đều hỗ trợ nghe nhạc DSD hoặc thậm chí là MQAA như con này. Con này đây là con E50 hỗ trợ cả chơi nhạc MQAA. Đấy. Logo Zenith rất là đẹp và ở đây bật nguồn các anh em chỉ việc ấn một phát là bật đây là bật sẵn rồi. Khi tắt đi ấn giữ 2 giây ở cái nút volume này là tắt. Đó. Bật lên các anh em chỉ cần ấn một cái. Và chuyển chế độ các lúc này vừa là lúc chuyển chế độ này, Coaxial này, đèn báo này, Optical này, USB này, Bluetooth này và volume. Đó. Volume vô cùng. Và hai cổng ra trước mặt đây, cổng tai nghe 3.5 hoặc cổng tai nghe 6 ly. Đối với dòng sản phẩm mà xuất châu Âu thì họ rất thích cái cơ chuẩn tai nghe 6 ly này cho truyền âm thanh khá là hay. Đây là anh em thấy rằng những sản phẩm mà xuất cho thị trường châu Âu họ để rắc tai nghe 6 ly. Con này được cái cả 2, cả 3.5, cả 6 ly các bạn em nhé. Có một cái thiếu sót của con này là nó không có cái màn hình. Không có màn hình. Đúng không có cái màn hình hiển thị ở đây. Nên đấy, còn lại thì mọi về thông số rất là hay này, DSD này, Bluetooth 5.1 này, chip ES của Mỹ này. Đây. Con này đọc cho các anh em cơ bản, 4 con chip cơ bản, một con chip ES9018K2M, chip chip SA9227A, chip Qualcomm của Mỹ QCC5125. Đây, vân vân, ở đây nữa. Thì các anh em mà thấy cho. Đây, duy nhất một cái điểm trừ là cái màn hình thôi. Như em theo em là màn hình thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả về cái chất lượng âm thanh cả. Nhưng còn lại thì tổng quan về hình thức thì đẹp. Vỏ bên ngoài dung file rất là đẹp. Đấy, hai hoa. Mặt sườn có bốn cái chân cao su. Giá 2.850.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong 1 năm. Các bạn anh em ok chưa? Tặng kèm một dây cáp quang. Mà chỉ 2.850.000 thôi. Bây giờ để tìm một con đầu giải mã 32 bit nghe nhạc DSD có cả Bluetooth, có ở đường quang ao, một mức giá dưới 3 triệu đồng thì cực kỳ là khó các bạn anh em nhé, và dùng chip của Mỹ nữa. Đấy. Và bản tiếp theo là bản đầu giải mã âm thanh cao cấp của Topping. Phiên bản E50. E50. Con này không có Bluetooth các anh em, không có Bluetooth. Nó sẽ có một cái quyển hướng dẫn sử dụng này và một cái các cái mã sản phẩm của hãng. Thì các anh có thể xem qua ở giữa đây. Có điều khiển từ xa. Có điều khiển từ xa các bạn rất là tiện, có thể tăng giảm âm lượng này, có thể chuyển chế độ này. Đấy, rất là hay. Một dây nguồn. Một dây nguồn, một dây kết nối với cả máy tính. Dây USB. Dây nguồn thì con này không có cục sạc thì bên em sẽ tặng kèm cục sạc cho các bác và anh em. Em sẽ tháo cái dây nguồn ra, tặng kèm một cục sạc. Cái cục sạc này 5V giống như cục sạc điện thoại của chúng ta. Rồi, bây giờ thì em sẽ kết nối với cả con đầu giải mã này. Nguồn. Đây sẽ công tắc bật tắt đây. Đây sẽ có cả nguyên siêu nhé. Các anh em bóc siêu ra. Đây này, nguyên siêu. Đấy. Ở đây, trước mặt của nó đây. Nó sẽ hiện cổng âm lượng này. Và tín hiệu nhạc vào bao nhiêu này. Và cổng âm thanh là optical. Các anh em thấy chưa? Có thể chuyển bằng cơm được nhé. Chứ là chuyển bằng tay. USB này. Cảm ứng nhé. Mà volume nó sẽ là cảm ứng. Topping E50 và cái vỏ bên ngoài thì nó cũng là rất là nhôm phai và cái màu sần sần và chuẩn Hi-Res Audio. Con này có tiêu chuẩn Hi-Res Audio các bạn anh em nhé. Hi-Res Audio và chuẩn MQAA hỗ trợ nghe nhạc MQAA. Đấy. Và bên ngoài đây có bản là CV và màu trắng. Con này có cả màu xanh, có cả màu đen. Rồi. Phía sau này các anh em sẽ có các cổng kết nối đầu vào là đường Coaxial, đường Optical và đường USB, 3 cổng cơ bản. Và đường ra nó có 2 cổng, một là đường AV. Đường AV đây, trắng và đỏ. Và hai là cổng 6 ly Balance. Chuẩn 6 ly các anh em, nó ra hai chuẩn, một là AV, hai là chuẩn Balance với tiêu chuẩn là 6 ly. Như thế này. Con này nghe nhạc 32 bit các bác anh em nhé, hỗ trợ nghe nhạc DSD 512 và tần số lấy mẫu lên tới 768 kHz. Chợ. Và giá con này thì nó cũng sẽ tương đối một chút, giá 6.050.000 đồng, DAC Topping E50. Em sẽ để chi tiết cái tất cả các sản phẩm này đều có video thông số chi tiết, em để ở trong cái link của website của EQ301. Các bác anh em có thể vào xem chi tiết nhé.
về hình ảnh những con chip này, về thông số kỹ thuật này. Và còn lại video này thì em chủ yếu để em báo giá các bạn anh em, cũng như là thông báo đã về hàng hai mã đầu sản phẩm này để các bạn anh em dễ dàng lựa chọn mua sắm cho gia đình mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn anh em đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhắn tin gọi điện qua số điện thoại ở dưới phần mô tả.